Đấy, dịch vụ của Buxorama cũng khá là phù hợp đối với những gia đình có con nhỏ, đúng không nào? Nếu như các bạn mong muốn mở cái Livgea dành cho con của các bạn thì hiện giờ đang có gói mà các bạn khi mà các bạn mở thì với miễn phí, mà không những miễn phí mà còn được 80 euro nữa, đúng không nào? Và cái chương trình này kéo dài từ ngày 1 tháng 7 tới hết ngày 31 tháng 8 năm 2022, vì vậy cho nên mà các bạn hoàn toàn có thể mở được. Thì các bạn click vào đây, đúng không? Click vào đây, hoặc là nếu như mà nó không hiện lên như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể chọn cái mail service này này, đúng không? Thì các bạn tìm tới cái chỗ Livgea, không phải chỗ nào nhỉ? Không phải, các bạn khô đi đi. Podi, đúng không? Và Podi cạn vào phần dơn, tức là phần dành cho những cái trẻ em dưới 18 tuổi đấy, đúng không? Còn phụ thuộc vào bố mẹ thì các bạn chọn Livgea dơn, đúng không? Trong cái trường hợp như vậy. Tuy nhiên thì hiện giờ thì đang có offer 80% nếu như các bạn mở miễn phí và được 80%, tội gì không mở, đúng không nào? Cái offer này thì kéo dài đây 80% cho những cái mỗi một đứa con của bạn chỉ được mở một cái Livgea rồi thôi nhá. Nếu như các bạn đã có Livgea cho các bạn ở cái ngân hàng khác nữa thì các bạn không đủ điều kiện để mở Livgea cho các con của các bạn ở cái ngân hàng này nữa. Và cái chương trình này kéo dài đến 31 tháng 8. Vì vậy cho nên mà khi mà mình làm cái video hướng dẫn này thì đang là đầu tháng 8, 3 tháng 8. Vì vậy cho nên mà các bạn có hẳn một tháng để các bạn làm. Thì nếu như các bạn có cái tài khoản Buxorama rồi, các bạn có con nhỏ, các bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm, các bạn mong muốn tiết kiệm một khoản tiền nhỏ nhỏ cho con để sau này khi mà con đủ 18 tuổi thì con có thể tự lập, và các bạn có thể là tặng cái món quà này cho con chẳng hạn, đúng không? Thì các bạn hoàn toàn có thể mở online. Thì đây là tất cả những cái ưu đãi khi mà các bạn mở cái Livgea Zone này cho con của bạn, tức là rất là simple, rất là đơn giản này, 100% làm online này, đúng không nào? Và các bạn có thể là cài đặt chuyển khoản hàng tháng một với cái mức tối thiểu là 10 euro, đúng không nào? Hoặc là mức tối đa là bao nhiêu thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Và điều quan trọng là cái này nó cái lãi hàng năm thì các bạn sẽ được miễn thuế, tức là các bạn không bị đánh thuế trên cái lãi này và hoàn toàn miễn phí và không có cái rủi ro về bảo mật hay là rủi ro về tài chính nào cả. Tiếp theo nữa là cái phần mà nó rất là hay mà các bạn cần phải nghe, đấy là từ ngày 1 tháng 8 thì nhà nước đã nâng lên cái mức lãi là 2% nét mỗi năm, và cái mức lãi này thì các bạn không phải đóng thuế, đúng không? Vì vậy là nó rất là hay ho. Thứ hai là tập platform, tức là mỗi cái Livgea Zone này thì các bạn có thể bỏ vào trong đấy tối đa là 22.950 euro thôi, đúng không nào? Đấy, thì đấy là cái phần mà các bạn cần phải biết, đúng không nào? Tiếp theo nữa là tất cả những cái này thì các bạn hoàn toàn có thể đọc. Tuy nhiên thì cái phần rất là hay ho là các bạn chỉ chuyển vào 10 euro tùy theo ngân sách của các bạn, đúng không nào? Nếu như các bạn có thu nhập cao thì các bạn bỏ cao, còn nếu như là mình không có thu nhập thì mình sẽ bỏ 10 euro thôi, đúng không nào? Tích tiểu thành đại, đúng không? Và cái sản phẩm này được đánh giá là 4,7 trên 5 sao, đúng không nào? Là một cái Buxorama, là một cái ngân hàng online mà mình cảm thấy rất là hài lòng khi mà sử dụng nó. Vì vậy cho nên mà mình đã giới thiệu cho các bạn sinh viên và các bạn đang có con nhỏ. Vì vậy cho nên mà mình rất hài lòng khi mà sử dụng dịch vụ này. Và mong muốn là những cái bước mà các bạn làm, thứ nhất là các bạn confirm, các bạn xác nhận lại những cái thông tin cá nhân của bạn, ví dụ như ngày nào, tháng năm sinh của bạn, địa chỉ của bạn, điện thoại của bạn, đúng không nào, phải chính xác. Thứ hai là các bạn chọn cái tên của đứa con của bạn, các bạn mong muốn mở Livgea cho con, đúng không nào, họ tên của con, ngày tháng năm sinh, địa chỉ của con, đúng không nào, nơi sinh của con đấy. Và bước thứ ba là cái mức chuyển khoản đầu tiên, tức là khi mà các bạn mở một cái tài khoản gì thì các bạn phải chuyển khoản đầu tiên vào trong cái tài khoản đó, thì ở đây cái minimum là 10 euro thôi, đúng không nào? Cái thứ tư
Bước thứ tư, bước cuối cùng là validate tài khoản, đúng không? Và sau khi đấy thì các bạn sẽ nhận được cái khoản tiền thưởng là 80 euro cho lần đầu tiên mở. Đây này, cái mức thưởng 80 euro sẽ được chuyển cho cái lần đầu tiên mà các bạn mở ở Livergear cho con bạn ở ngân hàng Buxorama. Thì cái Livergear này dành cho những đứa trẻ mà không phải là khách hàng, tức là nếu như các bạn đã mở rồi thì các bạn không được nữa, đúng không? Và tiếp theo nữa là cái mức thưởng này kéo dài tới ngày 31 tháng 8, đúng không? Và phải nếu như các bạn mở trong cái khoảng này rồi, các bạn phải validate hồ sơ trước ngày 30 tháng 9 thì các bạn mới được cái mức thưởng là 80 euro. Và người ta chia làm hai đoạn, đoạn thứ nhất, hai thời điểm chuyển mức thưởng 80 euro cho bạn. Thời điểm thứ nhất là 10 euro sẽ được chuyển trực tiếp vào cái Livergear của các bạn, đúng không? Cái đợt thứ hai là 70 euro sẽ chuyển vào cái Livergear của con của bạn trước ngày 31 tháng 10, đúng không? Vậy thì tổng là 70, 10 là 80 euro, đúng không? Đấy, thì nếu như mà các bạn đóng cái tài khoản Livergear này trong vòng chưa đầy 1 năm thì các bạn cần phải đóng miễn phí. Tuy nhiên thì các bạn cần phải chuyển 80 euro tiền thưởng ban đầu cho ngân hàng cho con của bạn vào, đúng không? Cái thứ hai là nếu như mà các bạn để sau khoảng 1 năm các bạn không thích nữa thì các bạn có thể đóng, đúng không? Thì các bạn bảo toàn được 80 euro, đúng không? Kèm theo cái tiền lãi là 2% mỗi năm, đúng không? Không phải đóng thuế. Đấy. Đấy là cái phần mà mình giới thiệu. Thì sau khi mà các bạn click vào đây rồi thì các bạn mở ra một cái trang, các bạn điền cái thông tin cá nhân của bạn, thông tin cá nhân của con bạn, đúng không? Đấy, vào thì mình luôn nhá, mình nhắc lại cho các bạn là mỗi đứa con của bạn chỉ sở hữu một cái Livergear thôi, không được sở hữu hai cái. Ví dụ như các bạn mở hai cái, hai ngân hàng khác nhau không được, đúng không? Các bạn chỉ được mở duy nhất một. Và cái mức tiền mà các bạn chuyển vào cho cái Livergear của con bạn thì có thể là nhỏ nhất là 10 euro và lớn nhất là 22.950 euro. Thì như mình, ví dụ như mình không có thu nhập thì mình sẽ nhập là 10, đúng không? Có con số 10 đây. Và cái thứ hai là các bạn mong muốn là các bạn ngân hàng sẽ chuyển automatic, tức là khi mà các bạn có tiền trong tài khoản thì ngân hàng sẽ chuyển cho Livergear cho con của bạn mỗi tháng, thì các bạn nhập vào cái số tiền mà các bạn mong muốn. Cũng tương tự như vậy, số tiền nhỏ nhất là 10 euro thì mình nhập cái số tiền nhỏ nhất là 10 euro vào đây, đúng không nào? Và sau đấy, đây là những cái điều khoản, đúng không? Mà các bạn có thể là hoàn toàn các bạn có thể đọc để tìm hiểu thêm, đúng không? Thì nếu như mà trong cái trường hợp mà thuế hành chính có yêu cầu là có thể xem là cái tài khoản những cái tài khoản tiết kiệm của con bạn thì các bạn cho phép hay là không. Nếu các bạn cho phép thì các bạn click vào đây, nếu như các bạn không cho phép thì các bạn click vào đây. Như mình là mình không cho phép, là mình click vào đây, đúng không? Cho an toàn, đúng không? Vì hiện nay thì có rất nhiều những cái người mà giả mạo là cơ quan hành chính, đúng không? Để truy cập vào những cái tài khoản ngân hàng như thế này để lừa đảo thì sao, đúng không nào? Thì tốt nhất là chúng ta không cho phép. Thứ hai là nếu như mà cái chỗ thuế mà có thể hỏi ngân hàng Puchorama thì họ sẽ cung cấp cho ngân hàng thuế những cái thông tin như thế này, đúng không? Mục đích là gì? Mục đích là xem là các bạn có khai báo trung thực hay không. Thì mình luôn nhắc nhở các bạn là nếu như các bạn sống ở Pháp thì các bạn nên khai báo trung thực, đúng không? Nếu như không trung thực, ngân hàng thuế và công an sờ đến các bạn thì rất là phiền toái. Vì vậy cho nên mà nếu như các bạn có gì các bạn khai đấy, đúng không? Ví dụ như mình có gì khai đấy, đúng không? Đỡ phải lằng nhằng, đúng không? Tiếp theo là các bạn đồng ý vào cái mục này thôi, đúng không nào? Các bạn đồng ý là mở ngân hàng Livergear dành cho con của các bạn thôi, đúng không nào? Và sau đấy là các bạn viết vào đây là LUYEAPUV, đúng không nào? Thì đây là cái ký hợp đồng online, đúng không nào? Thay vì là các bạn làm bằng giấy tờ với ngân hàng offline thì các bạn
ký online và các bạn nhấn vào accept. Và trước khi đấy thì các bạn phải xem là những cái thông tin cá nhân của bạn đã đầy đủ và đã chính xác hay chưa. Kèm theo đó là khai cái thông tin cá nhân của con bạn đầy đủ, chính xác. Và thứ ba là các bạn sẽ có cái trang này mà mình hướng dẫn cái trang này rồi. Tuy nhiên thì cái thông tin cá nhân của mình và của con mình thì mình sẽ không để public được, vì vậy cho nên mà mình sẽ không trình bày cho các bạn cái bước đấy. Tuy nhiên thì nó rất là đơn giản thôi, đúng không? Kèm theo cái lần trước mình đã giới thiệu các bạn rồi thì nó rất là đơn giản thôi, đúng không? Đây, mình giới thiệu các bạn là từ đâu các bạn có thể vào, thì các bạn vào đây và các bạn nhấn vào đây thôi. Lưu ý là cái mức thưởng này tới ngày 31 tháng 8, vì vậy cho nên các bạn hãy nhanh tay lên nhá. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ xếp vào đây, như mình nhấn ra xếp. Đấy, thì sau khi nhấn ra xếp thì chúng ta phải chuyển cái chứng minh thư, đúng không? Nếu như các bạn con của các bạn không có quốc tịch Pháp thì các bạn sẽ chuyển cái passport hoặc là cái DCOM, đúng không? Thì các bạn click vào đây xem là mình phải chuyển cái gì. Thứ nhất là các bạn chuyển cái sổ hộ khẩu, thứ hai là các bạn chuyển về giấy khai sinh đấy, chứ không phải là cái titre de séjour DCOM hay là cái carte d'identité, cái chứng minh thư của con bạn, là mình nhớ nhầm. Thì các bạn click vào đây và sau đấy là các bạn click vào đây, đúng không? Nếu như các bạn có click vào đây sổ hộ khẩu, các bạn phải sổ hộ khẩu trang của bố mẹ này, trang của con này, các bạn click vào đây và sau đấy là các bạn scan trước nhá. Các bạn scan trước thì các bạn có thể scan dưới dạng ảnh, đúng không? Hoặc là dưới dạng PDF tùy các bạn. Các bạn scan lên máy và các bạn tải lên thôi. Các bạn click vào đây và các bạn chọn, các bạn tải, đúng không? Ở đây mình không có cho nên là mình không click chọn. Và sau đấy là cái trang dành cho con bạn, các bạn cũng tải lên và sau đấy là nó sẽ hiện lên một cái gì đấy ở đây, và sau đấy là các bạn có thể quay trở về, các bạn tải cái này lên, đúng không? Như nên nhớ là giấy khai sinh của con, thì nếu như các bạn có giấy khai sinh của con bằng tiếng Việt thì các bạn hoàn toàn có thể dịch ra và các bạn tải cái bản tiếng Pháp lên, đúng không? Cũng tương tự như vậy, format vẫn là hình ảnh hoặc là PDF, các bạn click vào đây và các bạn tải lên. Thế là ok, mình không có cho nên là mình không tải. Tuy nhiên thì mình hướng dẫn các bạn như thế này, các bạn hoàn toàn có thể là làm. Nếu như các bạn không biết tiếng Pháp thì các bạn hoàn toàn có thể xem những cái video như thế này để các bạn làm thôi. Còn nếu như các bạn biết tiếng Pháp rồi thì có lẽ là rất là đơn giản cho các bạn. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết được cái offer như thế này dành cho con cái của các bạn dưới 18 tuổi. Vì vậy cho nên mà cái video này mục đích là gì? Mục đích là thứ nhất là giới thiệu các bạn cái offer rất là hay ho để các bạn mở không chỉ là miễn phí mà còn được cả 80 euro, đúng không? Cái thứ hai là các bạn nếu như các bạn không biết tiếng Pháp thì các bạn hoàn toàn có thể xem những cái video như thế này thì các bạn làm, đúng không? Nếu như các bạn không biết nữa thì các bạn có thể inbox cho mình qua Facebook Trạm Ngôn Ngữ hoặc là page giới thiệu ngân hàng online để, đầu chính à quên tài chính đầu tư tại Pháp của mình, đúng không? Thì hiện giờ mình đang có cái gói giới thiệu cho các bạn mở kéo dài tới 25 tháng 8, đúng không nào? Vậy thì cái thời điểm này dài từ 25 tháng 8 thì các bạn được 150 euro kèm theo 50 euro của mình là 200 euro, đúng không? Thì các bạn hoàn toàn có thể nhắn cho mình qua Facebook cái địa chỉ thư hoặc là họ tên của các bạn để mình có thể là giới thiệu cho các bạn, đúng không? Hoặc là cái code giới thiệu của mình ở đây, đúng không? Hoặc là các bạn có thể xem cái page của mình để cách mở để mình có thể giới thiệu các bạn để các bạn đạt được cao nhất. Cái số tiền 200 euro cũng là cái số tiền để các bạn có thể là ăn cả một tháng rồi, đúng không nào? Mà các bạn chỉ có 5 phút mở cái hàng online thôi, nó hoàn toàn miễn phí mà còn được tiền nữa, vậy tôi gì không mở, đúng không? Ok, thì cái video này kết thúc tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong cái video sau. Bye bye.